Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mộc Châu, Toán nhân dân huyện và xã Đóng Sập tổ chức thăm và trao tặng gần 1.000 dụng cụ học tập cho học sinh các điểm trường khó khăn của xã Lóng Sập huyện Mộc Châu. Tại các điểm trường tiểu học A Lá và điểm trường tiểu học phiên cài xã Lóng Sập, đoàn công tác đã trao dụng cụ học tập và 150 m rào lưới B40, một máy giặt 14 kg cùng bàn ghế học tập, áo đồng phục, dép, sách vở và các dụng cụ thiết yếu khác. Tổng trị giá quà tặng lên đến trên 100 triệu đồng. Lóng Sập là xã biên giới còn nhiều khó khăn của huyện Mộc Châu, cơ sở hạ tầng tại các điểm trường còn sơ sài thiếu thốn. Qua tìm hiểu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội đã cam kết sẽ hỗ trợ nhà trường đổ bê tông toàn bộ sân trường với tổng diện tích trên 300 mét vuông đây là một tin vui giúp thầy trò nhà trường sớm có thêm không gian sạch đẹp để học tập vui chơi và tổ chức các hoạt động ngoài trời